Chào mọi người ha, hôm nay thì 14 tháng 6 mình lên cho mọi người con Dell Latitude 5300. Cái mẫu máy được sản xuất cuối 2019, đầu 2020. Màn hình 13.3 inch full viền, cấu hình rất là ok luôn. Nó là i7 thế hệ 8, RAM 16 và SSD 512GB. Mẫu full viền nè mọi người nè, viền mỏng. Rất là ok. Phím thì cũng là tương đối đẹp nha mọi người. Không có bị bóng hay là mòn nhiều lắm. Phím thì zin của Nhật, êm mịn xịn nè mọi người. Bấm rất là êm, không bao giờ mà bị vấp hết. Mình tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế. Khi mà mọi người dán phím rồi thì nó sẽ như thế này. Nếu bạn không biết dán thì mình sẽ dán hộ khách ha. Đó, rất là mềm mọi người. Đó, phím quốc tế cái này là y chang như vậy luôn nè, nhưng mà sau khi mà mình dán cái tấm dán phím lên thì nhìn nó sẽ đỡ rối hơn á mọi người. Mà cái bảo vệ được cái phím nữa, về lâu về dài cả. Ví dụ như 1-2 năm sau mình thích thì mình lột ra là ở trong vậy nó không có bị mất chữ, hoặc là mình thay dán phím mới, ví dụ mà vậy mọi người ha. Đó, con này là màn hình 13.3 inch nhẹ, chỉ có 1kg 2 thôi, tiện cho sách đi lại. Cái size 13.3 inch là cái size doanh nhân, không có nhỏ quá cũng không có to quá. Webcam thì mình có thể là che hoặc là mở, nhiều khi mình cần bảo mật cái gì đó thì gạt lại cũng rất là ok luôn á mọi người. Màn hình là đẹp, không có lỗi lầm nha mọi người. Pin trên 3 giờ. Cấu hình i7-8665U nè mọi người. i7 thế hệ 8 đó, 8665U, 8 CPU mọi người, 2.1 nè. RAM 16GB, SSD 512GB. Nãy mình có báo sơ qua cái cấu hình rồi. Đây, màn hình là đẹp nha mọi người, không đóm, không có lỗi gì hết trơn á. Mình đó là màn hình hay là gì mà nó có lỗi gì là mình đều báo khách hết trơn, nên mọi người cứ yên tâm. Cái là nhà mình là về là zin nguyên bản 100%, không có sửa chữa, không dặm, không sơn, không tút tát gì hết. Sao là như vậy? Lúc nào mình cũng check series cho khách. Những cái dòng mà đeo 5300, đeo mà ví dụ như i7 thế hệ 8 lúc nào cũng vậy, đúng với lại series trên máy, sản xuất tại Japan và bắt đầu ship bán từ năm 2020 đó mọi người, đầu 2020. Máy là cực kỳ ok, không có lỗi lầm, có thể bật ngửa 180 độ như thế này. Ngõ sạc nè, ngõ Type-C nè mọi người. Rồi HDMI, USB. Bên này là ngõ mạng LAN. Rồi SD. Bên này ha. Máy thì cũng tương đối ok, không có bị trầy xước hay là cấn ở đâu hết trơn á. Đây mọi người nè. Đồng ý là máy cũ thì nó phải có cái dấu hiệu là cũ, ví dụ như là nó hơi bóng hay là như thế nào đó, nhưng mà ảnh này là em cũng nghĩ là tương đối là sạch sẽ. Đây, và mình báo giá cho mọi người, giá cực kỳ tốt luôn, zin nguyên bản 100%, chỉ có 8 triệu thôi. Con này ha, ai chốt thì inbox mình, cọc 1 triệu mình ship code vào bao test cho mọi người 7 ngày, trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Máy là kèm sạc zin và có tặng kèm tấm dán phím như thế này. Cái này là mình dán hộ khách đó mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.